Xin chào anh chị và các bạn. Kính chúc anh chị ngày mới an lành, phát tài phát lộc và vạn sự như ý. Sau đây xin kính mời quý anh chị và các bạn cùng đón xem tử vi thứ 7, ngày 4 tháng 5 năm 2024 của 12 con giáp. Ngày âm lịch 26 tháng 3 năm 2024. Ngày Mậu Thìn, tháng Mậu Thìn, năm Giáp Thìn. Ngày Bạch Hổ đầu. Xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả. Giờ hoàng đạo, giờ dần từ 3 giờ đến 5 giờ. Giờ thìn từ 7 giờ đến 9 giờ. Giờ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ. Giờ thân từ 15 giờ đến 17 giờ. Giờ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ. Giờ hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Các ngày kỵ. Không phạm bất kỳ ngày nguyệt kỵ, nguyệt tận, tam nương, dương công kỵ nhật nào. Ngũ hành. Ngày Mậu Thìn, tức càn chỉ tương đồng, cung thổ, ngày này là ngày cát. Nạp âm, ngày đại lâm mộc kỵ các tuổi, nhâm tuất và bính tuất. Ngày này thuộc hành mộc khắc với hành thổ. Ngoại trừ các tuổi, canh ngọ, mậu thân và bính thìn thuộc hành thổ không sợ mộc. Ngày thìn lục hợp với dậu, tam hợp với tý và thân thành thủy cục. Xuân tuất, hình thìn, hình mùi, hại mão, phá sửu, tuyệt tuất, tam sát kỵ mệnh các tuổi tỵ, dậu, sửu. Việc nên làm. Sau đây đại hung không hợp để làm bất kỳ công việc trọng đại nào. Việc kiên cử. Không nên khởi công xây dựng, chôn cất, cưới gả và xuất hành. Kỵ nhất là đường thủy. Ngày này sinh con chẳng phải điềm lành nên làm em đức cho con. Đây chỉ là liệt kê các việc đại kỵ, còn các việc khác vẫn nên kiên cử. Vì vậy, nếu quý bạn có dự định các công việc liên quan đến khởi công xây dựng, chôn cất, cưới gả và xuất hành, quý bạn nên chọn một ngày tốt khác để thực hiện. Hướng xuất hành. Xuất hành hướng đông nam để đón hỷ thần. Xuất hành hướng chính nam để đón tài thần. Tránh xuất hành hướng chính nam gặp hạt thần xấu. Sau đây xin kính mời quý anh chị và các bạn cùng đón xem tử vi thứ 7, ngày 4 tháng 5 năm 2024 của 12 con giáp. Tử vi dự đoán giúp anh chị và các bạn biết trước thiên cơ, đón lành tránh dữ trong ngày mới. Tử vi thứ 7, ngày 4 tháng 5 năm 2024. Tuổi Tý. Nhiều chuyện xảy ra khiến con giáp tuổi Tý cảm thấy bối rối, không biết quyết định ra sao, nhất là khi kiếp tài mang lại cho bạn nhiều suy nghĩ tiêu cực. Bạn cần có thời gian và suy nghĩ thấu đáo trước khi đưa ra quyết định. Ngũ hành xung khắc cho thấy công việc thời gian này khá bận rộn, bạn sẽ phải đi công tác, lao đi kiếm tiền và vì thế, đời sống tình cảm sẽ có một chút giảm sút. Đừng quên gia đình là nền tảng cho hạnh phúc của mình bạn nhé. Việc ăn uống, nghỉ ngơi không điều độ cũng là tác nhân gây bệnh. Nhiều người bị đau dạ dày cũng là vì căng thẳng quá. Thay vì uống thuốc thì nên dành thời gian cho bản thân được rời xa công việc và các vướng bận khác trong cuộc sống. Tử vi tuổi Giáp Tý. Hãy tự mình thực hiện những việc quan trọng nếu không muốn có thêm rắc rối. Tử vi tuổi Bính Tý. Hãy cố gắng phản ánh vấn đề một cách chân thực nhất có thể. Tử vi tuổi Mậu Tý. Vui vẻ chấp nhận thất bại đang có vì bạn sẽ có động lực mới. Tử vi tuổi Canh Tý. Hạn chế những việc thay đổi điều gì đó quá đột ngột trong thời gian ngắn. Tử vi tuổi Nhâm Tý. Dành thời gian đọc sách để tĩnh tâm và dễ có được giấc ngủ ngon. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp 4 sao. Tài lộc 4 sao. Sức khỏe 3 sao. Tình cảm 3 sao. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc các tường đen, trắng. Quý nhân phù trợ. Tuổi Dậu, Thân, Tỵ. Con số may mắn trong ngày 32, 58. Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tuổi Tý trong ngày mới. Hy vọng rằng nội dung dự đoán tử vi có thể giúp quý anh chị và các bạn có thêm thông tin để đón lành tránh dữ trong ngày mới và gặp được thêm nhiều cơ duyên tài vận trong cuộc sống của mình. Tử vi thứ 7, ngày 4 tháng 5 năm 2024. Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu nên cân nhắc các giải pháp phù hợp trong ngày hình hại đạt quyền. Bản mệnh không nên cứng nhắc quá, nên học cách linh hoạt để phản ứng với thời thế, vì luôn có những tình huống bất ngờ xảy ra mà bạn không lường trước hết được. Hôm nay xuất hiện chính quan cho con giáp tuổi Sửu nhận ra rằng khả năng tự học đóng vai trò quan trọng trong thời gian này. Nhờ đó, bạn sẽ tìm thấy một tương lai tươi sáng hơn. Bản mệnh cũng nên chú ý vấn đề sức khỏe, nếu không bạn có thể gặp rắc rối. Đây là thời gian nên nghỉ ngơi, nạp năng lượng bằng cách đi bộ, tập yoga. Tử vi tuổi Ất Sửu. Hôm nay hợp tác không thực sự có lợi,
nên thận trọng hơn. Tử vi tuổi Đinh Sửu, tỉnh táo hơn trong việc đưa ra nhận định về một người nào đó. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, bạn thường bị quanh quẩn với những suy tưởng về tương lai không thực. Tử vi tuổi Tân Sửu, hãy giúp con cháu một tay vì chúng đang cần sự hỗ trợ của bạn đấy. Tử vi tuổi Quý Sửu, chớ xem mình là nhất, nên biết nhún nhường một chút mới là khôn ngoan. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc các tường: trắng, tím. Quý nhân phù trợ: tuổi Tỵ, Mùi. Con số may mắn trong ngày: 32, 14. Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tuổi Sửu trong ngày mới. Hy vọng rằng nội dung dự đoán tử vi có thể giúp quý anh chị và các bạn có thêm thông tin để đón lành tránh dữ trong ngày mới và gặp được thêm nhiều cơ duyên tài vận trong cuộc sống của mình. Tử vi thứ Bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024, tuổi Dần. Hôm nay tam hợp đã chỉ ra rằng đây cũng là thời gian dành cho chuyện tình cảm, cho tuổi Dần cơ hội gắn kết, yêu thương. Bạn sớm nhận ra rằng khi bạn có được hạnh phúc thì mọi thứ khác mới hanh thông, thuận lợi. Thực thần mang lại may mắn cho con giáp tuổi Dần, giúp bạn có cơ hội tận hưởng những phút vui vẻ và hạnh phúc. Bạn có thể loại bỏ những tranh chấp, mâu thuẫn để tìm thấy những phút thoải mái, thư giãn hơn. Về khía cạnh tiền bạc, đừng chủ quan là cái gì bạn cũng biết. Cho dù bạn là người xuất sắc đến thế nào cũng không thể lường trước hết được các rắc rối. Nhất là người đang làm ăn, đừng để rơi vào nguy cơ chìm vốn, gặp rắc rối. Tử vi tuổi Giáp Dần, bạn xuất sắc trong việc mình làm là đủ rồi, không nên ôm đồm nhiều quá. Tử vi tuổi Bính Dần, tài chính đang khởi sắc hơn so với trước, giúp bạn tự tin hơn với năng lực của mình. Tử vi tuổi Mậu Dần, tiết kiệm ngay khi có thể, đừng tiêu xài hoang phí kẻo đối mặt với khó khăn. Tử vi tuổi Canh Dần, nói rõ mọi việc giúp bạn thẳng thắn đối mặt, đừng cố trốn tránh. Tử vi tuổi Nhâm Dần, có thể ngày hôm nay không như ý nhưng bạn đủ kinh nghiệm để vượt qua. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ. Màu sắc các tường: hồng, vàng. Quý nhân phù trợ: tuổi Mùi, Tuất, Hợi. Con số may mắn trong ngày: 67, 14. Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tuổi Dần trong ngày mới. Hy vọng rằng nội dung dự đoán tử vi có thể giúp quý anh chị và các bạn có thêm thông tin để đón lành tránh dữ trong ngày mới và gặp được thêm nhiều cơ duyên tài vận trong cuộc sống của mình. Tử vi thứ Bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024, tuổi Mão. Lục hợp tác động tích cực lên con giáp tuổi Mão, giúp họ có thể hạ hỏa nhanh chóng, tránh những quyết định sai lầm. Khi có thể bình tĩnh, bạn mới nhận ra rằng nếu cứ làm mọi thứ theo cảm xúc thì phải lãnh khá nhiều hậu quả không tốt. Cảm giác khó chịu mà tuổi Mão đang phải chịu đựng phần nhiều là do ảnh hưởng của thương quan. Thế nhưng, thay vì kêu ca, than phiền thì nên mạnh mẽ lên, vì chỉ có bạn mới có thể tự cứu lấy mình ra khỏi hoàn cảnh hiện tại. Ngũ hành xung khắc dự báo căng thẳng có thể gia tăng trong gia đình, có nguy cơ tranh luận với người thân. Đừng để vì những việc như vậy làm suy yếu hạnh phúc hôn nhân, gia đình. Tử vi tuổi Ất Mão, hãy có một số quy định, giới hạn riêng để đỡ sa đà vào những việc không đâu. Tử vi tuổi Đinh Mão, cảm thấy thảnh thơi, không phải vướng bận nhiều quá vào các nhiệm vụ. Tử vi tuổi Kỷ Mão, hãy tránh việc mua sắm tùy hứng khiến bạn tiêu tốn quá nhiều tiền của. Tử vi tuổi Tân Mão, ưu tiên một khoảng thời gian trong ngày để đọc sách báo, an tĩnh. Tử vi tuổi Quý Mão, tìm thấy những giá trị mới hay ho trong cuộc sống của chính mình. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ. Màu sắc các tường: vàng, trắng. Quý nhân phù trợ: tuổi Sửu, Tuất, Hợi. Con số may mắn trong ngày: 67, 52. Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tuổi Mão trong ngày mới. Hy vọng rằng nội dung dự đoán tử vi có thể giúp quý anh chị và các bạn có thêm thông tin để đón lành tránh dữ trong ngày mới và gặp được thêm nhiều cơ duyên tài vận trong cuộc sống của mình. Tử vi thứ Bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024, tuổi Thìn.
Đừng quá đề cao bản thân trong ngày xuất hiện tương xung vì cái tôi của con giáp tuổi Thìn có thể đối nghịch với cái tôi của người khác. Từ đó càng có nhiều mâu thuẫn, không thể nào giải quyết vấn đề một cách thấu đáo được. Người tuổi Thìn có xu hướng đổ lỗi, trách móc người khác trong ngày thiên quan tác động. Chính điều này mà mọi người cảm thấy bạn không còn đáng tin như trước. Khi cảm thấy mệt thì tốt hơn hết nên dành thời gian để nghỉ ngơi. Nếu bạn càng cố làm nhiều việc trong ngày cơ thể mệt mỏi, thì bạn càng cảm thấy chán nản, không tập trung hơn mà thôi. Hãy dẹp hết mọi việc sang một bên để có thể đi ngủ sớm bạn nhé. Tử vi tuổi Giáp Thìn. Đừng giúp ai đó quá nhiều khiến họ mất đi khả năng chiến đấu. Tử vi tuổi Bính Thìn. Có nhiều ý tưởng hay ho nhưng cũng đừng quên việc hành động và áp dụng. Tử vi tuổi Mậu Thìn. Chớ tiêu tốn nhiều tiền quá cho việc mua sắm quần áo, phụ kiện mới. Tử vi tuổi Canh Thìn. Khẳng định được vị thế của mình trong tập thể, được mọi người tin tưởng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn. Nếu có thời gian rảnh, bạn nên tìm cách hâm nóng cảm xúc với nửa kia. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 3 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường vàng, nâu. Quý nhân phù trợ. Tuổi Tuất, Dậu, Thân. Con số may mắn trong ngày 48, 52. Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tuổi Thìn trong ngày mới. Hy vọng rằng nội dung dự đoán tử vi có thể giúp quý anh chị và các bạn có thêm thông tin để đón lành tránh dữ trong ngày mới và gặp được thêm nhiều cơ duyên tài vận trong cuộc sống của mình. Tử vi thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024. Tuổi Tỵ. Với người tuổi Tỵ đang làm kinh doanh, hôm nay là một ngày rất thuận lợi khi có sự nâng đỡ của thiên tài. Nhiều người đầu tư có lợi trong ngày hôm nay, lợi nhuận đổ về trong thời gian ngắn như là cách ghi nhận công sức của bạn. Bạn sẽ sớm nhận ra rằng, có một nhân tố đã không có cùng tầm nhìn hoặc mục tiêu với tập thể nữa. Trước khi quyết định thay thế hãy thử liên hệ với các đối tác trước đây. Họ có thể sẽ có những kỹ năng mà bạn đang cần. Ngay cả việc tập luyện để cải thiện sức khỏe, nếu bạn không đủ quyết tâm và mục tiêu rõ ràng thì rất dễ đi lệch hướng. Do đó, bên cạnh tìm phương pháp phù hợp, thì bạn cũng nên đề ra cả mục tiêu cho mình nữa nha. Tử vi tuổi Ất Tỵ. Hãy kiên nhẫn hơn trong việc học thêm những kỹ năng mới. Tử vi tuổi Đinh Tỵ. Không nên tiêu phí quá nhiều tiền bạc vào việc không mục đích. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ. Trạng thái háo hức, vui vẻ khi năng lực của mình được công nhận. Tử vi tuổi Tân Tỵ. Đừng cho ai đó quá nhiều tiền kẻo sinh ra tâm lý ý lại. Tử vi tuổi Quý Tỵ. Dễ có những quyết định khôn ngoan nhờ kinh nghiệm cá nhân. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp 3 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 3 sao. Tình cảm 4 sao. Giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ. Màu sắc cát tường đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ. Tuổi Dậu, Sửu, Thân. Con số may mắn trong ngày 37, 52. Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tuổi Tỵ trong ngày mới. Hy vọng rằng nội dung dự đoán tử vi có thể giúp quý anh chị và các bạn có thêm thông tin để đón lành tránh dữ trong ngày mới và gặp được thêm nhiều cơ duyên tài vận trong cuộc sống của mình. Tử vi thứ bảy, ngày 4 tháng 5 năm 2024. Tuổi Ngọ. Tam hợp khuyến khích bạn tập trung vào việc cải thiện tình cảm. Lúc này hãy gần gũi với người yêu thương và tận hưởng những phút giây thật dễ chịu bên nhau. Một số việc mà tuổi Ngọ kiên trì thực hiện trong thời gian này cũng đã bắt đầu có kết quả. Bên cạnh những điều tích cực thì cũng có những điều tiêu cực đòi hỏi bạn phải hiểu rõ điểm yếu của mình để tìm cách sửa chữa nha. Chính tài ghé thăm cho thấy hôm nay các vấn đề về mua bán, kinh doanh có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của tuổi Ngọ. Bạn khá căng thẳng nhưng cuối cùng cũng đưa ra được những quyết định đúng đắn, phù hợp với tình hình hiện tại. Tử vi tuổi Giáp Ngọ. Đừng quên việc luôn trau dồi bản thân bằng việc đọc sách báo. Tử vi tuổi Bính Ngọ. Chăm chỉ không thể quyết định bạn có giàu hay không. Tử vi tuổi Mậu Ngọ. Cuộc sống cuốn theo cơm áo gạo tiền khiến bạn không nghĩ được gì khác. Tử vi tuổi Canh Ngọ. Đừng ngại tìm ra những giải pháp thay thế phù hợp cho mình. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ. Tránh thái độ trịch thượng, bề trên với người ít tuổi hơn mình. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp 5 sao. Tài lộc 5 sao. Sức khỏe 4 sao. Tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ.
màu sắc cát tường, tím, đỏ. Quý nhân phù trợ. Tuổi Thân, Mùi. Con số may mắn trong ngày: 37, 22. Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tuổi Ngọ trong ngày mới. Hy vọng rằng nội dung dự đoán tử vi có thể giúp quý anh chị và các bạn có thêm thông tin để đón lành tránh dữ trong ngày mới và gặp được thêm nhiều cơ duyên tài vận trong cuộc sống của mình. Tử vi thứ 7, ngày 4 tháng 5 năm 2024. Tuổi Mùi. Người tuổi Mùi nên có giải pháp an toàn trong ngày có ảnh hưởng của tương phá. Bạn chỉ nên thực hiện những việc nho nhỏ, đừng quá tham vọng trong ngày hôm nay. Nhờ có chính quan mà con giáp tuổi Mùi có thể nuôi dưỡng được ước mơ của mình, vượt qua được trở ngại trước mắt. Thậm chí bạn còn đủ năng lực để giúp đỡ những người xung quanh, để họ có thể tiến bộ được như bạn. Nếu bạn nhận ra khoảng thời gian qua bạn đã tiêu xài quá mức cho phép của bản thân, thì có lẽ đây là lúc để bạn quay lại với kế hoạch tiết kiệm của mình. Hãy xem xét thật kỹ trước khi bạn muốn rút hầu bao để mua một món đồ đắt tiền. Tử vi tuổi Ất Mùi. Hãy linh hoạt với những thay đổi bất ngờ vì bạn không đủ dự đoán hết mọi thứ. Tử vi tuổi Đinh Mùi. Tính toán lại các giải pháp phù hợp nhất cho mình ngay lúc này. Tử vi tuổi Kỷ Mùi. Hãy biết nhìn xa trông rộng, có như thế mới chấp nhận được thực tại. Tử vi tuổi Tân Mùi. Không nên đoán già đoán non một tình huống nào đó chưa rõ ràng. Tử vi tuổi Quý Mùi. Hãy thận trọng khi chia sẻ thông tin, nhất là khi người ta đang tin bạn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường nâu, xám. Quý nhân phù trợ. Tuổi Hợi, Mão. Con số may mắn trong ngày: 81, 22. Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tuổi Mùi trong ngày mới. Hy vọng rằng nội dung dự đoán tử vi có thể giúp quý anh chị và các bạn có thêm thông tin để đón lành tránh dữ trong ngày mới và gặp được thêm nhiều cơ duyên tài vận trong cuộc sống của mình. Tử vi thứ 7, ngày 4 tháng 5 năm 2024. Tuổi Thân. Tam hội nhắc nhở cho con giáp tuổi Thân biết rằng đây là thời gian để yêu thương, gần gũi, xây dựng các mối quan hệ gắn bó hơn. Nên gác lại mọi vướng bận cuộc sống để trở về nhà, chăm sóc cho tổ ấm của mình, bạn sẽ cảm nhận được nhiều yêu thương hơn. Nhờ có thiên ấn mà con giáp tuổi Thân có thể dễ dàng ghi dấu ấn trong lòng người khác nhờ sự tận tâm trong công việc cùng sự chân thành của mình. Nhiều người cảm thấy thoải mái với môi trường công sở hiện tại vì nó mang lại cho bạn năng lượng tích cực mà bạn cần mỗi ngày. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho kế hoạch tài chính của bản mệnh diễn ra thuận lợi. Nhiều người sau một thời gian kiên nhẫn đầu tư, tìm cơ hội thì cũng đã thấy được kết quả đang dần được cải thiện. Tử vi tuổi Giáp Thìn. Những yêu cầu cao sẽ khiến tự bản thân bạn cảm thấy mệt mỏi. Tử vi tuổi Bính Thân. Đừng quên bổ sung đủ nước cho cơ thể của mình. Tử vi tuổi Mậu Thân. Bớt hứng thú bạn sẽ thiếu đi động lực cần có cho mình. Tử vi tuổi Canh Thân. Đừng quá chủ quan, ngay cả những việc mà bạn biết rõ rồi. Tử vi tuổi Nhâm Thân. Có những việc không nên tranh luận quá lâu làm gì. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường vàng, trắng. Quý nhân phù trợ. Tuổi Thìn, Mùi. Con số may mắn trong ngày: 31, 22. Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tuổi Thân trong ngày mới. Hy vọng rằng nội dung dự đoán tử vi có thể giúp quý anh chị và các bạn có thêm thông tin để đón lành tránh dữ trong ngày mới và gặp được thêm nhiều cơ duyên tài vận trong cuộc sống của mình. Tử vi thứ 7, ngày 4 tháng 5 năm 2024. Tuổi Dậu. Hôm nay tương hại khuyên con giáp tuổi Dậu tránh để đầu tư sai các kẻo bị cám dỗ cuốn đi trong khi chưa hiểu rõ các quy tắc, các yếu tố cạnh tranh. Quan trọng là bạn đủ bình tĩnh, không để những thông tin có tính chủ quan gây phiền nhiễu. Chính ấn giúp tuổi Dậu tối ưu hóa được những việc đang làm để bạn biết ở đâu nên tập trung, ở đâu không nên lãng phí nguồn lực của mình. Nhờ thế mà cuộc sống của bạn dễ chịu hơn, bạn cũng bớt đi tính cạnh tranh trước đây, từng khiến bạn trải qua giai đoạn tâm lý nặng nề. Đây cũng là thời điểm để bản mệnh có thể nhìn nhận lại về những thành công của mình trong thời gian qua. Không những thế, bạn có thể trở thành một hình mẫu lý tưởng để có thể truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Tử vi tuổi Ất Dậu.
khó khăn hiện tại không ngăn trở được bước tiến thành công của bạn. Tử vi tuổi Đinh Dậu, giữ chữ tín, chịu thiệt một chút cũng không sao cả. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, bị ảnh hưởng bởi những năng lượng tích cực cũng là điều tốt. Tử vi tuổi Tân Dậu, nhớ cẩn thận ăn chín uống sôi để phòng bệnh mùa nóng. Tử vi tuổi Quý Dậu, không nên thức quá khuya sẽ gây hại cho sức khỏe của bạn. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường hồng, vàng, quý nhân phù trợ. Tuổi Tỵ, Mùi, con số may mắn trong ngày 53, 22. Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tuổi Dậu trong ngày mới. Hy vọng rằng nội dung dự đoán tử vi có thể giúp quý anh chị và các bạn có thêm thông tin để đón lành tránh dữ trong ngày mới và gặp được thêm nhiều cơ duyên tài vận trong cuộc sống của mình. Tử vi thứ 7, ngày 4 tháng 5 năm 2024, tuổi Tuất. Thiên quan khiến tuổi Tuất kịp thời nhận ra lỗi lầm của mình và cần sửa gấp. Việc này cần thời gian nên bản mệnh cần bình tĩnh để đối mặt, không nên lo lắng thái quá. Nếu hay khàn cổ họng thì hãy tìm cách để tập trung cải thiện tình trạng này, vì nó có thể ảnh hưởng tới sinh hoạt của bạn không hề nhỏ đâu. Vậy nên đừng xem nhẹ, bạn có thể uống nước chanh đào mật ong, siro long đờm cũng là giải pháp phù hợp. Về chuyện tiền nong, nhớ rằng cái gì đến nhanh quá cũng là cái bẫy, vì nó khiến bạn tưởng rằng mình giỏi rồi. Thế nên tốt hơn hết hãy khiêm tốn hơn trong cách thể hiện, đừng quá tham lam hay quá phô trương nhé. Tử vi tuổi Giáp Tuất, phải làm điều mình không thích cũng giúp bạn tiến bộ hơn đấy. Tử vi tuổi Bính Tuất, học cách bình tĩnh đối mặt với bất cứ điều gì xảy ra trong cuộc sống. Tử vi tuổi Mậu Tuất, đừng cố tranh lời ai đó, hãy bình tĩnh lắng nghe từng việc một. Tử vi tuổi Canh Tuất, nên tránh xa những đồ ăn lạ kẻo ảnh hưởng tới dạ dày. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, vui vẻ vì được quay quần với con cháu hoặc bạn bè của mình. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường vàng, cam, quý nhân phù trợ. Tuổi Thân, Dần, Ngọ, con số may mắn trong ngày 37, 22. Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tuổi Tuất trong ngày mới. Hy vọng rằng nội dung dự đoán tử vi có thể giúp quý anh chị và các bạn có thêm thông tin để đón lành tránh dữ trong ngày mới và gặp được thêm nhiều cơ duyên tài vận trong cuộc sống của mình. Tử vi thứ 7, ngày 4 tháng 5 năm 2024, tuổi Hợi. Ảnh hưởng của tỷ kiên nên nhiều chuyện xảy ra hôm nay khiến tuổi Hợi cảm thấy mọi thứ lộn xộn, khó chịu. Tuy nhiên, nếu bạn nhìn nhận mọi thứ lý trí hơn, bạn sẽ thấy tất cả rồi sẽ ổn thỏa, đừng lo lắng thái quá nha. Đừng đợi ai đó mang đến niềm vui cho bạn, thay vào đó, hãy khiến cho người khác cười, bạn sẽ có niềm vui từ chính nụ cười của họ. Đây là lúc để bạn kết nối lại với những người thân yêu và bạn bè thân thiết của mình. Hôm nay bản mệnh cũng nên thận trọng chuyện tiền nong, có thể bạn phải chi tiêu nhiều hơn so với dự kiến. Nếu việc đó là cần thiết để đầu tư cho tương lai của mình thì đừng tiếc quá nha. Tử vi tuổi Ất Hợi, cẩn thận với những người đến vay tiền của bạn trong ngày. Tử vi tuổi Đinh Hợi, càng tham vọng nhiều thì tâm bạn càng mệt mỏi thêm. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, việc đầu tư phải thận trọng hơn trước đây rất nhiều. Tử vi tuổi Tân Hợi, lo lắng nhiều là nguyên nhân sức khỏe của bạn giảm sút. Tử vi tuổi Quý Hợi, món ăn ngon làm cho bạn cảm thấy yêu đời hơn rất nhiều. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường đen, đỏ, quý nhân phù trợ. Tuổi Thân, Mão, con số may mắn trong ngày 37, 55. Trên đây là thông tin chi tiết về tử vi tuổi Hợi trong ngày mới. Hy vọng rằng nội dung dự đoán tử vi có thể giúp quý anh chị và các bạn có thêm thông tin để đón lành tránh dữ trong ngày mới và gặp được thêm nhiều cơ duyên tài vận trong cuộc sống của mình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã dành thời gian xem video này. Anh chị và các bạn đừng quên đăng ký kênh để nhận thêm nhiều thông tin mới nhé. Kính chúc anh chị và các bạn thật nhiều may mắn, vạn sự như ý.